Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2009. Và bây giờ mình sẽ đi ngủ mệt rồi. Ngủ ngày thứ ba rồi. Năm bao nhiêu đấy? 2020 hả? Ngày 3 tháng 4 rồi. Ủa? Quay quá. Ngủ đến ngày hôm nay rồi này. Mà 2020 không biết. Vừa ngậm một kẹo vừa ngủ mấy cái này nè. Đây là những gì mình đang làm đó. Hôm nay cứ tưởng tượng về đi. Ngủ đến ngày thứ 8 rồi. Mày quá. Không đứng dậy được mấy bạn, không nằm xuống, không đứng dậy, không ngồi xuống, không có làm gì được hết. Tiếng gì vậy? Có tiếng gì vậy? Wow, ngày có ngày trôi qua nhanh các bạn này. Cuộc đời của con người. Một năm có 365 ngày. Một người thì có thể sống được khoảng cỡ 60 năm, trung bình là vậy. 70 năm là nói chung cũng thọ rồi đấy. Mình ngủ đến đầu tháng sau rồi, mình ngủ đến ngày mùng 1 tháng 5 rồi. Mình ngủ được một tháng kể từ ngày hôm nay rồi. Tiếng gì nhỉ? What the hell? Alo? Thời gian trôi qua vậy đó, có lẽ game này đang lấy về điện ngoài hình nền mới đúng nhé. Có nút gì bấm được không? Không. Nhưng mấy bạn có để ý cái tốc độ thời gian nó trôi qua nhanh không? What? Đến mùng 1 tháng mấy rồi? Mùng 1 tháng 6 rồi, ngủ được 2 tháng rồi. Sao tốc độ trôi đi nhanh quá vậy? Không là chỉ tốc bay rồi. Most of people are given some time in this life. Khi chúng ta có thời gian trong cuộc sống này. And it is up to them to decide how to spend it. Và chúng ta là người quyết định thời gian đó chúng ta sẽ làm gì. Sao mình mập quá vậy? Sao những cái bụng mình mập lên vậy? Cái chân mình mập lên kìa, cái bụng mình mập lên kìa. What the fuck? Mập giống mình rồi này kìa, my friend. Oh my god, cái đùi mình nó bắt đầu mở lên rồi kìa. Và mình đừng ngủ đến năm 2021, my friend. Oh my god, thời gian trôi qua. Không tập thể dục à? Oh shit. Tí chơi trong game này mình chạy ra tập thể dục một tí, my friend ạ. Rồi mình quay lại, mà có thể là chắc mình không quay lại đâu. Mình ngủ đến năm 2022 rồi. Bầu 9 tháng rồi. Bầu đẻ được cho biết. Đó mấy friend thấy chưa? Cuộc đời của mấy friend đấy. Cuộc đời của mấy friend 3 năm rồi đấy. Nếu mà ăn được cứ 5 mét như vậy đấy. Đứng dậy tập thể dục đi. Và đây có thể là cuộc đời của mình nữa. 4 năm nữa mình sẽ trông như thế này. Fucking hell. Giờ thì mình đâu có thấy trim của mình rồi đâu. Bởi vì đứng trước gương mới thấy trim, nhưng bây giờ ngồi thì không bao giờ nhìn thấy trim được nữa. Oh my god. Cái căn phòng bắt đầu đen đen lên đấy. Shit. Fucking hell. Năm 2023 rồi mấy friend.
Và bây giờ mình không nhìn thấy tờ lịch nữa, không biết đây là năm bao nhiêu nữa, nhưng mà chắc là 2023, sắp qua 2024 rồi. Happy New Year, Happy New Year, chúc mừng năm mới my friends. Fucking hell cái bụng của mình. Oh my god. Sao giường nó chưa sập, đó là cái câu hỏi rất lớn. Rồi bây giờ là năm bao nhiêu? Mình không biết. Nhưng mình vẫn nằm trong căn nhà này, ok. Nhờ một kiến trúc sư tài ba với những anh phụ hồ gọi là mát tay cho nên là căn nhà này không sập qua thời gian. Mình ở được trường tồn lắm. Nhưng mà rêu phong với lại nấm mốc nó mọc lên. Mình đoán là bây giờ chắc cũng phải đến năm 2027 rồi. Cũng được 7 năm kể từ khi bắt đầu mình nằm đây my friend ạ. Mình thì vẫn khỏe. Nội tạng của mình thì vẫn đang rất khỏe. Tim mình vẫn đập tốt, thận vẫn lọc máu rất là tốt. Nhưng có vẻ như mình không đứng lên được nữa rồi. Mình ăn ngủ và đáy ở đây luôn. Không còn biết ngày và đêm là như thế nào nữa my friend ạ. Mình chỉ biết là cái giường của mình làm rất chắc. Shit. Bây giờ thì cơ thể của mình nó chiếm luôn cả căn phòng này rồi my friend. Mình không còn nhận thấy ánh mặt trời được một chút nào nữa. Nếu mà khó thì chỉ có đôi chân của mình thôi. Những cái ngón chân của mình là tiếp xúc được với ánh mặt trời thôi. Toàn bộ từ phần giữa với phần trên cơ thể mình nó không còn được tiếp xúc với ánh nắng nữa. Cho nên mình đang rất thiếu vitamin D. Nếu mấy friend có nhu cầu đặt cái giường này thì mình sẽ giới thiệu cho cái anh mà đã làm ra cái giường này, ok. Bây giờ căn phòng rất tối mấy friend ạ. Oh shit. Mình vẫn nghe tiếng sột soạt. Oh shit, thời gian vẫn trôi qua mấy friend ạ. Nhìn kìa. Bây giờ tất cả những ánh mặt trời mà chúng ta nhìn thấy là nằm trên cánh cửa kia thôi. Fucking hell. Oh shit. Bụng của mình là gần đây lên đến mặt mình rồi. Những cái đống mỡ của mình nó bắt đầu nó lên đến đây rồi my friend ạ. Nếu mà có gì bất trắc xảy ra cái đống mỡ nó sẽ đè vào mặt mình tự ngộp thở chính bản thân mình thì mình sẽ chết, ok. Mình chỉ cố gắng nằm đây thêm 3 năm nữa xem chuyện sẽ đi về đâu. Không biết đôi chân của mình bây giờ trông như thế nào nữa. Mình không biết my friend. Tất cả những gì mình có thể làm là tưởng tượng ra đôi chân của mình thôi. Nếu bụng của mình như thế này thì chân của mình chắc cũng phải cỡ như thế này này. What? Oh, freedom. Mình chết rồi. Linh hồn của mình đã về với đất mẹ, lại về với trời xanh này chứ. Mình đã rời khỏi cái thân xác rồi my friend ạ. Vĩnh biệt my friend. Hôm nay nghe đấy. Một người không ai cả. Sinh năm 1990, gần giống rồi đó. Mất năm 2028. Fucking hell. Vậy đó my friend ạ. Mình chỉ còn sống được thêm 8 năm nữa thôi. Mấy friend còn lời gì trăn trối, mình trăn trối đi. 8 năm nữa là mình đi rồi đấy. Yeah.